Không, cả anh em trở kênh DHBG của mình hôm nay tiếp tục với game mới lấm lùn đi lên, thì bây giờ mình sẽ tổng hợp các lối ở đầu game cũng như một vài lưu ý cho anh em mới. Và như ở đầu video anh em có thấy hôm nay có thêm iCode, thêm iCode được kim cương, được vé quay, được thêm khá nhiều nẹo nên anh em nhớ nhập full cho mình. Về phần code thì em cứ vào phần mô tả cùng với bình luận của video mới nhất, hay là anh em vào thẳng nhóm chia sẻ mình, nhóm mình tên cộng đồng lấm lùn đi lên gạch ngang chơi trải nghiệm. Rồi anh em vào phần đáng chú ý mình ghi ngoài đầu. Mình nhớ nhầm là đến hôm nay tổng cộng có 19 code phải. Hai code mới ngày mai. W1X3Y và M7L9Y. Trong ấy code M7L9Y 27 sẽ hạn. Rồi mình đếm qua nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nhưng mà trong ấy code X3Y7Z hôm nay sẽ hết hạn, anh em mở chưa nhập thì chú ý cho mình. Nếu ngày mai mà không có là chỉ còn có 18 thôi. Ok, giờ vào tin chính của video, mình sẽ hướng dẫn tất tần tật từ đầu luôn. Đầu tiên là ngày 1, anh em đầu tư cho mình ở 6.000 đến 12.000 mô xu. Về xu này anh em cứ click vào dấu cộng ở xu, hoặc là anh em vào phần tiệm ở góc 5 giờ, rồi em chuyển sang tiệm tạo hóa, kéo xuống cuối cùng là ra. Anh em chỉ cần mua hai lần rồi tích kim cương mình. Tiếp đến khi đến ngày 4 nó sẽ mở thú cưới. Khi mở anh em đầu tư thêm tí kim cương, mở lên bậc 4 rồi anh em tích kim cương cũng như dây cót. Nhiệm vụ hàng ngày được dây cót anh em không xài, anh em đợi đến ngày 9 anh em mới xả. Tại vì ngày 9 thì nó sẽ có sự kiện xung kích thú cưới. Đây sự kiện ở đô tốt này, thú cưới xung kích. Về thú cưới này một vòng anh em phải tốn 800 dây cót. 4 vòng thì nó tương đương với 3.200 dây cót, mà 800 thì nó tương đương với 28.000 kim cương, khá nhiều mày. Anh em mà không tích dây cót đầu về sau bỏ kim cương ra cũng khá là chát. Về dây cót này nếu anh em mà tích thì cứ ăn 1 đến 2 vòng đi. Nhưng mà theo mình anh em chỉ cần ăn một vòng thôi. Khi mà ấy, thú cưới cộng với thần khí càng lên cao càng nhiều. Như mình hiện tại đang là bậc 4.8 lên một bậc tối là 175. Nói chung càng về sau càng nhiều. Hay là như thần khí. Đây hiện tại mình đang level 17 lên 18 tốn 549 4 thần khí. Nói chung càng lên cao càng nhiều. Lúc đầu anh em có mấy cái vật phẩm này lên khá nhanh. Nhưng mà về sau ấy thì nó không chênh quá nhiều. Nên theo mình anh em không cần phải cố cũng như tiếc búa thường yêu. Tiếp đến nào về sự kiện game đi. Anh em mà mới chơi cứ xin vào nhóm mình. Nhóm sẽ cập nhật code cũng như một vài lưu cơ bản. Như là hướng dẫn sự kiện. Hay là tổng hợp các sự kiện diễn ra. Đây sự kiện này, ngày 3 đến ngày 7 là đua top trang viên, ngày 8, 14 là đua top quặng, ngày 9 đến ngày 10 là đua top dây quát, ngày 15 đến 21 là đua top tinh hoa võ hồn, ngày 16 đến 17 là đua tiêu hao vé đồng hành, ngày 22 đến 28 là tiêu hao mảnh di vật, 23 đến 24 là tiêu hao vé kỹ năng. Về sự kiện dây quát chắc mình chỉ đầu tư một vòng thôi, mình đang có 300 rồi, đầu tư thêm 500 dây quát nữa, chủ yếu là mình sẽ đập vào sự kiện quay đồng hành cộng với quay tướng. Anh nhầm, quay kỹ năng, quên quên. Về đồng hành ấy, nếu mà chia ra cả hai cái, mình sợ không kiếm được phẩm hồng. Nói chung là cứ đợi đến ngày 16 rồi mình tính. Ở trong vòng quay ấy, khi anh em lên level 12 nó sẽ mở phẩm hồng. Đây 10 vẫn chưa có bất gì này. 11 đồ huyền thoại lên 0,1%. Đây từ cấp độ 12 nó sẽ có 0,01% ra bất diệt. Nói chung là có ra là ngoài mây. Và mỗi một level thì nó sẽ tăng thêm 0,01. Cái khóa 15 là mắc à? Nếu 15 là mắc là chỉ có 0,04% thôi. Và tiếp đến là về phần tích vé đồng hành và kỹ năng. Về vé này mình thấy anh em chỉ cần quay lên level 8 hoặc level 9 rồi anh em tích ok. Chắc là nhất là anh em quay lên level 8 rồi anh em tích. Lúc đầu mình còn tính là lên luôn level 10 mới tích cơ. Tại vì lên level 10 nó sẽ có thể ra đồng hành đó. Đây, level 10 này. Có 0,05 ra đồ huyền thoại. Mà giờ mà lên level 10 tốn khá nhiều nên là mình bỏ qua luôn. Nếu mà mình tích từ level 8 giờ là trên 2k vé rồi. Và cái này mới sự kiện xung kích nó sẽ lặp đi lặp lại. Nên khi kết thúc sự kiện anh em nhớ tích. Rồi đợi đến lần sau anh em đua top cũng như là kiếm quá các vòng. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần trang viên. Ngày 3 thì nó sẽ mở trang viên cộng với tượng lấm. Về tượng lấm thì nó cũng như dòng tẩy thôi. Về tường này khi mà em chưa biết chơi dòng nào, anh em cứ chọn dòng tấn công toàn bộ team cho mình. Dòng tấn công auto bên nào cũng xài được.
Tiếp đến là về trang viên lấm này ấy, anh chú ý cho mình về phần hạt sơ cộng với phân đoán sơ. Hai vật phẩm này khi mà tiêu hết anh em click vô thì nó sẽ có phần là quảng cáo, anh em xem hai lần là được thêm, mình nhớ hạt một lần là được 3 hạt, còn là phân bón một lần xem quảng cáo được 4, tức là một ngày anh dược phải thêm 6 hạt cùng với 8 phân thường, chú ý cho mình này. Và về phần tiệm, lúc đầu khi trang viên anh em chỉ mở có vẻ ô lên hạt rất nhiều, nhưng mà về sau khi trang viên anh em mở nhiều hạt lại thiếu lên, em nhớ cân đối giữa hạt và túi. Về phần tiệm này ở đầu game anh em đầu tư tầm 600 đến 800 kim cương, và khi lên trang viên level 18 mở 4 ô thì anh em chỉ cần đầu tư tầm 400 đến 600 kim cương thôi. Như mình ngày mai mình đầu tư hạt giống lên 280, phân bón lên 180, mà ngoài kia phân bón mình vẫn dư khá nhiều ơi. Đây phân bón mình dư tận 16 túi luôn. Về phân bón này mặc dù giờ mình không xài đến nhưng mà mình vẫn mua sương sương. Biết đâu về sau đó tặng là nhiều hạt, hoặc là mình đầu tư thêm hạt ở trong gia tộc. Nhưng mà phần trăm ca mình sẽ không mua hạt trong gia tộc. Trong gia tộc lúc đầu mình thấy anh em mua bom cộng với khoan ngon hơn. Xong rồi đến vé quay. Tiếp đến là về phần mỏ cộng với khu công nghệ. Về khu công nghệ anh em tập trung vào lưng cho mình ở bên mé xanh nam rồi mới lưng chỉ số. Chỉ số lúc đầu thì anh em chỉ cần ưu tiên dòng công thôi. Mình nhớ lúc đầu ấy mình chỉ lưng dòng công thôi, mới xong thủ BHP ấy. Đến ngày mai mình mới lưng. Và em cố gắng thiết kế ngày 4 đến ngày 5. Anh em học xong cho mình phần số lượng quặng nhận từ đào mỏ level 10 max là 150%. Cộng với tốc độ nhận quốc level 5 max là 50%. Về công nghệ này nếu anh mà tích được vé tăng tốc thì chắc ngày 4 anh em sẽ xong, còn không là sang ngày 5 anh em mới học xong. Về vé tăng tốc này, như mình giờ chơi xe mới chắc chỉ có hai đầu mình tăng tốc nó đèn thôi, còn về sau ấy đèn mình cứ chạy phới thôi. Tại vì game này ấy, đèn anh mà không xả nó không mất, nên là khi anh em lưng level đèn lên anh em không xả đèn, anh em đợi lên level anh mới xả, đằng nào cũng không mất gì đúng không. Và đợi đến ngày 8 mở sự kiện đua quặng thì em mở cho mình thưởng cho máy, rồi học full cho mình ở tốc độ nghiên cứu công nghệ max 10 level là 150%. Nếu anh mà có vé tăng tốc thì tăng tốc nhanh cho mình hai này. Sau anh em lưng mắc công rồi xuống lưng mắc công bên dưới, sau rồi anh em lưng phòng thủ rồi lưng cái bên dưới thôi. Còn về phần bỏ lúc đầu em cố gắng tối ưu đâm sâu cho mình. Về phần khoan của với bom này ấy, một là anh em ăn nhiều vật phẩm, hai là anh em mở đường. Và để túi mỏ thì anh em không cần ăn mấy vé quay cũng như kim cương đâu, và mấy quặng thường này nếu mà vướng quá anh em tốn 3 quốc bỏ qua luôn cho mình, tốn 2 quốc thì có thể suy nghĩ, còn 3 quốc lên đất luôn. À quên, về phần trang viên này anh em nhớ cướp thì cướp cho mình hồ lô 7 hồ thôi, về thị phạm một lần cho anh em xem. Đây ví dụ như bạn Lula này toàn là cái trắng này, cái trắng này anh em cướp là chỉ được có một cái thôi. Đây số lượng dự kiến nó cốp 9 nhưng mà chỉ được tầm 8 thôi. Tức là mình cướp vẻ đào này nó chỉ được 8 rau hoa quả. Rất là ít luôn. Để mình sẽ tìm bạn tiếp theo này. Không làm một xu này. Vẫn là cái lệch luôn. Lúc đầu game anh em nhiều vé cấp lên là rất là nhiều hồ lô 7 màu. Còn tầm này hồ lô rất là ít luôn. Đây. Có thể chuyển đổi thành 10 cái. Số lượng dự kiến là 8. Tức là nếu mà cướp xong ấy là chỉ được 80 rau hoa quả. Nó gấp 8 lần so với anh em cướp gái. Còn về thời gian nó chỉ gấp 3 thôi, chú ý cho mình. Còn về phần lì xì mình nói nhớ nhở. Game này lì xì được rất là nhiều kim cương. Nên ấy, khi nào anh em on nhớ lượn qua lì xì anh em nhận. Còn về phần đèn khá nhiều anh em hỏi mình là có lên tích đèn không. Cái mình thấy lúc đầu cũng không nhất thiết đâu. Khi nào anh em lên level anh em không chạy đèn là được. Mình nhớ lên level 23 hay bao nhiêu ấy, thì nó sẽ có phần trăm da mạ vàng. Còn siêu việt là lên level 20. Nếu level 20 ra siêu việt thì em có thể tích đèn từ level 18. Nhưng mình chắc mình sẽ đợi gần lên level 20 rồi mình tích một thẻ. Còn về phần di vật thì game này nó cũng có điều kiện. Mà lúc đầu em không cần không áo tích đâu. Anh em mở cho mình đến phẩm cam rồi anh em tích ok. Hiện tại mình tích được 40k rồi. Đến hôm ra sự kiện kiểu gì mình cũng xong 1-2 vòng. Và về game này mình nói khá nhiều rồi.
là về thú cưới cộng với thần khí. Càng cao em sẽ tốn càng nhiều, nên lúc đầu em mà có nguyên liệu để em nâng lên nó tăng nhiều thôi. Nhưng mà về sau ấy, nó chênh một lần là tàn mấy ca nên là không sinh nhê quá nhiều. Nên vì thế anh em không cần là khô máu vào mấy cái đâu. Anh em tối ưu cho mình mấy cái có phần trăm. Phần trăm thì có gì? Phần trăm có đồng hành cộng với kỹ năng, vi vật cũng có phần trăm, công nghệ cũng có phần trăm, trang viên cũng có phần trăm. Mà trong tượng trang viên này nó tăng rất là nhiều anh em ơi. Như là sát thương kích trong này một dòng là 5-6%, 5 dòng là gần 300%. Mà đây là chỉ là phẩm S thôi, về sau còn lên 2S với 3S nó còn nhiều hơn em ơi. Đâu mình thử ra xem đồng hành với kỹ năng nhá. Nhiệm vụ này, đầy thư viện. Về kỹ năng này thì nó sẽ có dòng là sát thương phản kích cộng với sát thương kích. Chắc hai dòng cũng ngang nhau thôi, đây là mình sẽ đến một vòng xem bao nhiêu phần trăm. Đây liên kích này, phẩm lục 12%, 12%, lam 24% là 36%, 36%, tím cộng với 22 là 58, cứ cho 60 cho tròn đi, 60, 18 cứ cho 20 cho tròn đi. Bao nhiêu phần trăm thì hình như là 80 phải nhỉ, 80 này. Đây dưới thêm 7,5 cứ cho thêm 10 đi, là 90, 90 phải không? Nếu mà kích thêm dòng đỏ là 100%, 10% là 120%, cứ cho bộ loại 120% đi. Còn bên đồng hành thì ngoài sát thương liên kích cộng với phản kích ra thì nó thêm cả sát thương đánh thường nữa. Sát thương đánh thường này chủ yếu là bên lỏ cần em ơi. Thì ra anh em mà chơi lỏ thì bên đồng hành hay kỹ năng đều ngon hết. Bên đồng hành có thêm sát thương đánh thường chắc trung bình một cái tầm 70 đến 80%. Chưa kể kỹ năng cộng với đồng hành này nó còn cộng thêm chỉ số phòng thủ tấn công HP cơ bản nữa. Đây bên kỹ năng HP cơ bản cộng với tấn công và phòng thủ cộng thêm 1.224%. HP cơ bản thì chắc chắn nó không ngon bằng cái dòng mà tấn công toàn bộ ở tượng rồi. Đây qua bên đồng hành 1.521%. Tính ra bên đồng hành nó nhiều hơn bên kỹ năng nhỉ. Mở trong phần tiệm ấy đồng hành mình quay ít hơn kỹ năng. Cái căng nhỉ. Lúc đầu mình tính là quay kỹ năng, mà giờ xoay qua thì đồng hành thì nó nhiều hơn. Nếu khi mình sẽ chia đều ra hai cái mình. Lúc đầu mình tính dồn lên để kiếm phẩm hồng cơ. Mà sau khi xem xong phần trăm ấy, mình lại quay xe, mình nâng đèo lên. Đến ngày hôm nay anh em chú ý cho mình mấy cái các bạn ấy. Thôi ok, mình xin kết thúc video. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.